làm nồi cho Yamaha Jupiter tại tiệm sửa xe Khánh. Xe làm để ăn Tết nha anh em. Nào muốn làm Yamaha Jupiter qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462/15/3/2, phường 2, quận 10. Khánh nhận làm full nồi cho anh em. Anh em tới ngay địa chỉ 462/15/3/2, phường 2, quận 10. Tranh thủ tới sớm, xong sớm nha anh em, gần Tết là xe đông anh em ha. Yamaha Jupiter có nhận là nó cấp máy lên full 125, 135, 150, 175 nha anh em. Thời gian làm nồi khoảng tiếng là xong, anh em ngồi chờ đợi lấy luôn ha. Hai full bộ bố nồi Thái Lan cho anh em, bao bền gấp 3 lần nồi thường nha anh em. Anh em ở xa thì liên hệ số điện thoại 0389910555, muốn gửi xe Khánh dọn, còn muốn mua thùng thì Khánh ship đồ về ha. Thay full bố nồi trước bố nồi sau luôn nha nè, bao bền ha.